Nguyên Khang xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Cẩm nang bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và xin được giới thiệu đến quý vị đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, đó là hai vị khách mời của chương trình. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Yến Loan, nguyên giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Chào Nguyên Khang. Xin kính chào quý vị khán giả. Và người thứ hai chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đó chính là chị Nguyễn Thị Hồng. Chị Nguyễn Thị Hồng đây là một nhà khoa học nữ đã có hơn 10 năm nghiên cứu về đông trùng hạ thảo, đồng thời cũng là giám đốc của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Xin chào chị. Xin chào MC Nguyên Khang, xin chào bác sĩ, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đó chính là về vấn đề thận. Chắc chắn là khi mà nói đến thận, chúng ta sẽ biết là nó liên quan đến sinh lý ở cả nam và nữ, đặc biệt là đối với nam giới. Thế thì câu chuyện của chúng tôi đó là đôi khi thận yếu thì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề về sức khỏe, ví dụ như là chúng ta sẽ mắc những cái bệnh như là viêm cầu thận, sỏi thận, suy thận và dẫn đến suy nhược cơ thể. Tâm lý, tâm trạng của chúng ta sẽ mệt mỏi, suy nhược và đặc biệt là vấn đề về quan hệ tình dục cũng trở nên suy giảm hơn. Thế thì hôm nay với cái câu chuyện của chúng tôi liên quan đến chủ đề là giải pháp tăng cường sinh lực cho người thận yếu, chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của viên bổ thận Banika của công ty Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, đó chính là sống khỏe mỗi ngày. Ở phần đầu tiên sống khỏe mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật và hãy cùng xem câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là gì. Mời quý vị. Mấy năm gần đây, anh Hiểu bị chứng thận yếu quấy rầy, cuộc sống yên bình bị đảo lộn cả ngày lẫn đêm. Ngày thì tiểu nhiều tiểu bí, ngày thì mệt mỏi khó chịu suy nhược, không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì khác. Nói về cái bệnh này, nặng thì nó cũng không nặng, mà nhẹ thì nó cũng gọi là nhẹ, nhưng mà nó cứ dai dẳng, nó gây cho mình khó chịu. Nhất là cứ đi tiểu nhiều đêm không ngủ được. Ai mà đã bị cái bệnh này rồi thì biết rất là khó chịu. Không chỉ có như vậy, tâm lý bị bệnh cũng khiến cho chuyện giường chiếu của anh và vợ gặp vấn đề. Anh không còn hứng thú. Rất là ngại nói ra. Lúc đầu thì bà xã cũng càu nhàu lắm, nhưng khi bà hiểu thì bà cũng thông cảm. Nhưng mà khổ là mình cũng thấy bà xã buồn buồn. Vì tự ti xấu hổ nên anh Hiếu đành phải tự mày mò tìm cách cải thiện trên mạng. Mỗi ngày bơi lội với biển thông tin, không biết có chính xác hay không, anh Hiếu lại càng thêm căng thẳng hơn. Tôi cũng tìm hiểu trên mạng nhiều thông tin lắm, mỗi nơi mỗi kiểu. Rồi cũng theo một thời gian, cũng tìm, tại vì có bệnh mà mình phải theo. Nhưng mà khốn nổi nó kéo dài thời gian mà cũng không hiệu quả nữa. Đó. Thành ra mình thấy nó chưa có được hài lòng lắm mà lo lắng. Đó, mà 50 tuổi rồi mà cái bệnh này nó cứ kéo dài hoài thì không biết sẽ như thế nào. Tự ti xấu hổ là tâm lý chung của rất nhiều người mắc bệnh thận yếu. Chính điều đó đã khiến cho những người bị bệnh như anh Hiếu càng chữa lại càng thêm bệnh, càng trị bệnh càng nặng. Vậy thì đâu sẽ là giải pháp cho anh Hiếu và những người bị bệnh thận yếu? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hiểu được những cái trăn trở của nhân vật của chúng ta. Và chắc chắn là khi gặp những vấn đề về thận như thế này thì nhân vật của chúng ta sẽ không chỉ là cảm thấy rất là khó chịu. Thì nhân đây thì chúng tôi xin mời bác sĩ Loan sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả biết là nếu như không điều trị đúng cách thì việc suy thận như thế này sẽ về lâu về dài ảnh hưởng như thế nào ạ? Đầu tiên là chúng ta cần phải phân biệt có hai danh từ bằng hai ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất là thận của Tây Y. Thận của Tây Y đó là cơ quan nó nằm ở vùng thắt lưng, nó gồm có hai thận, ở bên thận trái và thận phải. Chức năng của thận của thì nó cũng đóng góp một cái phần rất là quan trọng, đó là cái cơ quan sống còn của cơ thể. Bệnh lý của thận thì sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến toàn bộ tổng trạng và sức khỏe, và ngoài ra còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác nữa. Và cái thứ hai đó là tạng thận của Đông Y. Tuy là trùng hợp về từ ngữ với nhau nhưng mà tạng thận của Đông Y thì nó mang một cái ý nghĩa khái quát hơn. Tạng thận của Đông Y thì nó gồm có thận âm và thận dương.
Ví dụ như là nếu mà suy giảm thận âm á, thì bệnh nhân sẽ có tình trạng như là cảm giác bốc quả, cảm giác nóng, cảm giác bệnh nhân thường hay cả cảm giác là đau lưng, mỏi gối tại vì thận nó chủ khúc tủy, hay là bệnh nhân sẽ có tình trạng là đi tiểu đêm rất là nhiều lần. Còn ngoài ra thì thận dương á, thì nó chủ của các phần sinh lực cho cơ thể, và ngoài ra thì thận dương nó chủ về tinh ba và tinh sinh dục. Tinh ba tức là nó điều khiển cái hoạt động là cung cấp dinh dưỡng cho tôi để nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể, và tinh sinh dục đó là các hoạt động sinh dục ở cả nam và nữ. Mà nếu mà suy thận thì bệnh nhân sẽ có tình trạng là đau lưng nè, mỏi gối nè, hoặc là rất là mệt mỏi, cảm giác uể oải và cái khả năng làm việc của mình giảm sút. Và không chỉ là giảm sút về mặt hoạt động thể chất và các cái hoạt động về sinh dục, đặc biệt là các hoạt động về mặt sinh dục thì nó rất là giảm sút. Ví dụ như nữ thì có tình trạng là lãnh cảm, hoặc là nam thì sẽ có tình trạng suy sinh dục, di tinh, mộng tinh, giảm cái cương dương hoặc là giảm ham muốn vân vân. Và đó là lý do tại sao mà cái vấn đề về thận này chiếm một cái tỷ lệ không nhỏ đối với những người ở Việt Nam. Theo như chúng tôi được biết thì tại một cái thống kê là có khoảng hơn 6 triệu người ở Việt Nam bị những cái vấn đề về thận như thế, và chiếm khoảng 6,87% những cái người bị mắc bệnh về thận. Thế thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin phép được hỏi bác sĩ, tức là căn bệnh này như bác sĩ chia sẻ là nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn cả tinh thần của người bệnh nữa. Vậy thì những người bị bệnh như cái nhân vật của chúng ta thì làm sao để có thể điều trị được cái căn bệnh này ạ? Đối với tình trạng suy thận thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân ha. Ví dụ như là chúng ta phải cải thiện lại về chế độ làm việc, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống khoa học và sinh hoạt một cách khoa học, tránh xa những cái chất kích thích. Và ngoài ra thì để hỗ trợ thì các cái bệnh nhân có thể sử dụng thêm những cái loại thảo dược. Hiện nay chúng ta có rất là nhiều thảo dược rất là tốt. Và bên cạnh cái việc mà cải thiện về sinh hoạt của chính bản thân bệnh nhân thì những thảo dược này sẽ hỗ trợ rất là đắc lực cho bệnh nhân trong việc phục hồi lại tạng thận đang bị suy yếu. Thì như bác sĩ cũng vừa chia sẻ thì thật ra là trong dân gian y học cổ truyền cũng có những cái bài thuốc, ví dụ như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc hay là nấm ngọc cẩu đã được truyền tai nhau. Đó là những cái dược thảo có nguồn gốc giúp tăng cường cái sức khỏe của thận của mình. Thế thì nhân đây cũng xin được hỏi bác sĩ, đó chính là những cái bài thuốc này nó có công dụng như thế nào và hiệu quả điều trị ra sao ạ? Thì hiện nay thực sự mà nói thì để điều trị cái chứng thận suy thì chúng ta có rất là nhiều dược thảo quý hiếm và nó hỗ trợ rất là tốt. Thí dụ như dâm dương hoắc chẳng hạn, dâm dương hoắc đó là một dược liệu hàng đầu của Đông Y trong cái điều trị sự suy giảm chức năng sinh lý, tổn thương của thận dương, thì nó có tác dụng là tăng cường chức năng sinh lý của thận. Nấm ngọc cẩu thì đó là một cái vị thuốc có tác dụng bổ tỳ, và tỳ sẽ nuôi dưỡng thận. Ba kích đó là một cái loại dược liệu mà nó cũng có tác dụng là bổ thận tráng dương rất là tốt. Và ngoài ra thì chúng ta có đỗ trọng. Đỗ trọng nó cũng là cái vị thuốc mà vừa bổ thận, vừa làm mạnh gân cốt và nó vừa tráng dương. Ngoài những cái dược liệu đó ra đó thì chúng ta còn có cái đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo thì người ta được gọi nó là vương dược, tức là vua của các loại thuốc. Thì ngày xưa đông trùng hạ thảo là loại dược liệu rất là quý hiếm mà chỉ có những bậc vua chúa mới có thể sử dụng được. Thì ngày nay thì đông trùng hạ thảo thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Thứ nhất là nó cải thiện về cái sức khỏe và làm tăng cái sức bền. Ví dụ như chúng ta tập thể dục chẳng hạn thì làm tăng cái sức bền, tăng cái thời gian mà chúng ta hoạt động. Thứ hai là nó tăng cái sử dụng oxy một cách hiệu quả ở các mô. Và thứ ba là nó làm tăng cái tăng hoạt động của các cái chất chống lão hóa ở trong cơ thể, tăng hoạt động của các enzyme chống lão hóa. Và kế tiếp đó là cái đông trùng hạ thảo đó thì nó có tác dụng là nó có 17 axit amin và nó có tác dụng là nuôi dưỡng cơ thể rất là tốt. Và ngoài ra thì đông trùng hạ thảo nó còn có tác dụng hỗ trợ trong cái việc mà điều trị ở các bệnh lý mãn tính. Thí dụ như là đông trùng hạ thảo nó giúp làm giảm cân và nó giúp ổn định đường huyết, nó hỗ trợ để ổn định đường huyết rất tốt trên các bệnh nhân bị đái tháo đường, hoặc ngay trên các bệnh nhân suy thận thì bên cạnh các điều trị suy thận, đông trùng hạ thảo sẽ giúp ổn định để giúp làm giảm cái lượng creatinine máu nó xuống. Và ngoài ra trên các bệnh nhân ghép thận thì khi mà chúng ta ngoài cái điều trị chính, nếu mà chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo thì nó cũng sẽ hỗ trợ trong cái việc mà làm duy trì cái chức năng của thận bị ghép.
Và ngoài ra có một dược có một cái tính chất mà rất 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 quan trọng trên đông trùng hạ thảo, đó là đông trùng hạ thảo được mệnh danh đó là Viagra đông y, tức là nó cải thiện chức năng sinh lý ở cả nam và nữ. Ngoài đông trùng hạ thảo ra thì chúng ta cũng có thể thấy là có một cái số dược liệu khác nó cũng có thể giúp hỗ trợ, thí dụ như kẽm gluconate chẳng hạn. Thì có rất là nhiều người không có quan tâm tới kẽm gluconate, nhưng mà thật ra kẽm nó là một cái dược, nó là một cái chất vi lượng, nó hiện diện trong cơ thể rất là ít, nhưng mà nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc sản xuất tinh trùng và trong cái việc quyết định hoạt động của tinh trùng. Khi mà cái lượng kẽm trong cơ thể của người nam giảm xuống thì người nam sẽ cảm thấy mệt mỏi, giảm ham muốn, và cái lượng tinh trùng được sản xuất cũng giảm và chất lượng nó cũng giảm. Vì vậy cho nên đôi khi chúng ta chỉ cần thêm kẽm vào thì như vậy thì có thể là làm tăng cái hoạt động, tăng cái ham muốn và làm cải thiện cái hoạt động của tinh trùng. Thì chúng ta còn có nhung hưu nữa. Nhung hưu đây cũng là một cái loại dược liệu cực kỳ đắt tiền. Một cái loại dược liệu rất là tốt thì nó có tác dụng là tăng cường sức khỏe, cải thiện tình trạng trên những bệnh nhân bị bệnh lý mãn tính, hoặc là duy trì cái hoạt động thể chất của những người ở lứa tuổi ở người bình thường cũng được. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta có một cái sản phẩm mà phối hợp các cái loại thảo dược này với nhau thì chúng ta sẽ có một cái loại sản phẩm mà nó giúp tăng cường hoạt động của thận, nó giúp cải thiện chức năng thận, nó duy trì các hoạt động về sinh lý sinh dục nam, và thứ hai là nó chống lão hóa rất là tốt. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì qua lời chia sẻ của bác sĩ, chúng ta cũng thấy là kể sơ sơ thì cũng thấy là có khá nhiều cái công dụng của đông trùng hạ thảo có thể cải thiện về cái tình trạng sức khỏe, thậm chí là về như bác sĩ nói là có thể tăng cường cái đời sống tình dục. Thì quay trở lại với câu chuyện của chị Hồng, thì là một người phụ nữ mà một nhà khoa học nữ có hơn 10 năm nghiên cứu về đông trùng hạ thảo. Thì ngoài ra chị có bổ sung gì về những cái công dụng của đông trùng hạ thảo trong suốt cái thời gian nghiên cứu của chị để quý vị khán giả có thể biết được không ạ? Vâng, như bác sĩ Loan vừa chia sẻ thì cũng khá là đầy đủ rồi. Và tôi chỉ xin nói thêm về cái đông trùng hạ thảo. Thực ra thì đông trùng hạ thảo nó là một cái loài nấm mà nó ký sinh trên côn trùng. Trước đây thì như bác sĩ Loan chia sẻ chỉ có vua chúa mới dùng thôi. Thế bây giờ thì Việt Nam chúng ta cũng đã nuôi trồng được thành công cái giống này rồi. Thì chúng ta đang nuôi trồng là chủng Cordyceps militaris. Hàng tự nhiên thì nó quý và nó đắt và nó hiếm. Cho nên đi nuôi trồng thì nó chất lượng đạt khoảng 70% so với tự nhiên, nhưng mà chắc chắn là hàng thật. Cái đông trùng hạ thảo nó cũng có nhiều chủng, nhiều giống, nhiều các loại tính. Và nó có trong đông trùng hạ thảo thì nó có hai cái nhóm chất, đó là nhóm chất dinh dưỡng và nhóm hoạt chất quý. Thế thì chúng ta muốn tác dụng cho đối với thận, chẳng hạn như đối với thận thì chúng ta cần tăng cường cái hàm lượng adenosine lên, hay là hàm lượng cordyceps, thì chúng tôi đã nghiên cứu là hàm lượng adenosine sẽ nhiều hơn, tốt hơn cho thận. Đấy. Thế trong đông trùng thì chúng ta nuôi trồng trên cơ chất nào sẽ tốt cho thận? Chẳng hạn thì chúng tôi thì cũng là trên nuôi hai môi trường chính, đó là môi trường cơ chất hữu cơ tổng hợp, và thứ hai là môi trường trên nhộng tằm sống. Đối với những cái bệnh khác thì chúng ta lại phù hợp với những cái cơ chất khác, nhưng đối với thận thì chúng ta lại, nếu như đối với thận nam ấy thì trồng trên con nhộng, con tằm, con sâu chít sẽ tốt hơn, còn đối với thận nữ thì lại trồng trên con sâu sắn thì lại tốt hơn. Thì nhân đây thì Nguyên Khang cũng muốn hỏi là cái cách chế biến đông trùng hạ thảo như thế nào để nó có thể giữ được, phát huy được tối đa công dụng của nó. Vâng, nếu mà đối với đông trùng hạ thảo nguyên con hoặc là đông trùng hạ thảo khô tươi gì đó thì chúng ta nên sử dụng cách đơn giản nhất, đó là có thể hãm nước qua đêm, xong rồi sáng hôm sau chúng ta uống. Vâng, thứ hai nữa là nếu một cách hơn nữa thì cách này thì lại cầu kỳ hơn một chút, đó là chúng ta có thể hầm với các món ăn, ví dụ như là hầm với gà này, hầm với gà ác này, hầm với chim bồ câu này, hoặc là hầm với vịt đực thì cũng rất là hiệu quả cho thận. Ngoài ra thì đối với nam giới thì có thể chúng ta dùng một cách nữa là cách ngâm rượu. Thế còn đối với cái đông trùng hạ thảo viên nén ấy, kết hợp giữa đông trùng hạ thảo ba kích, đỗ trọng, hồng sâm, dâm dương hoắc và nhung hiêu, thì cái này là một cái bài thuốc đông y rất là hữu hiệu đối với thận. Nó không chỉ là nó tốt cho cả thận nam và thận nữ nữa. Thế ngoài ra thì toàn bộ các hoạt chất chính ở bên trong đông trùng đã chiết xuất ra thành cao, sau đó thì mới đưa vào viên, chứ không phải là để nguyên cái sợi đông trùng và chúng ta nghiền ra để cho vào viên cả. Tại sao phải chiết xuất? Là bởi vì cái đông trùng ấy thì cái bào chất hoạt chất nó lại nằm trong cái bào tử nấm, mà cái bào tử nấm này thì nó nhỏ và nó dày, nếu khi đưa vào cơ thể nếu mình không hấp thụ được thì nó sẽ đào thải ra bên ngoài. Chính vì thế đã chiết xuất ra thành cao định chuẩn, sau đó thì mới hoàn đưa vào viên. Điều quan trọng là khi sử dụng nó, chúng ta phải lưu ý đến cái thời lượng cũng như là cái liều lượng chúng ta sử dụng để sao cho nó phát huy một cách hiệu quả nhất. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại nhà của nhân vật để xem là sau một thời gian thì tình hình sức khỏe của nhân vật của chúng ta như thế nào. Mời quý vị.
Ngoài những bất tiện về sức khỏe mà căn bệnh thận yếu mang lại, anh Hiếu còn phải chịu đựng sự mệt mỏi về tinh thần. May mắn thay là anh có được một người vợ rất thấu hiểu và anh cũng được lắng nghe những tư vấn của chuyên gia. Tôi thật sự rất là vui khi cái bệnh tiểu nhiều của mình nó được cải thiện rõ rệt, không còn đi tiểu nhiều và cũng không còn mất ngủ vào lúc đêm nữa. Tôi đã lựa chọn cái viên bổ thận có những dược liệu quý như nhâm dương hoắc, ngọc cẩu. Sau đó thấy máu huyết lưu thông rất là tốt, rồi tinh thần tôi cũng lạc quan yêu đời hơn, không có còn lo lắng hoang mang như trước đây nữa. Và nhất là cái chuyện sinh lý của vợ chồng cải thiện rất là rõ rệt. Ngoài cái đó nữa thì tôi lại tăng cường tập thể dục, rồi ăn uống cũng điều độ và tránh ăn những cái thực phẩm, những cái thức ăn không có tốt cho thận của mình. Bệnh thận yếu thường tiến triển một cách chậm chạp nên khi người bệnh nhận ra thì đã trở nên nghiêm trọng. Chính vì thế, luôn để ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể, đi khám sớm để có hướng điều trị thích hợp, đồng thời chủ động thay đổi lối sống, bồi dưỡng sức khỏe của thận để luôn có được một cuộc sống viên mãn. Bổ thận Banika hân hạnh tài trợ chương trình này. Vâng, đó là một tin vui, xin được chúc mừng nhân vật của chúng ta đã cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình tốt hơn. Và nhân đây thì nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin đừng ngần ngại gọi điện đến cho chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp đến quý vị số điện thoại 24/7 quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước đến với phần 2, đó chính là bác sĩ gia đình. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với một vị khán giả. Thưa bác sĩ và chuyên gia, thật ra thì tôi không có nhiều biểu hiện về bệnh thận yếu, nhưng biết được bệnh diễn biến từ từ và các dấu hiệu thì cũng không rõ ràng, nên tôi muốn tìm mua các sản phẩm viên uống bổ thận nguồn gốc thảo dược để sử dụng nhằm bảo vệ, tăng cường chức năng thận. Không biết là có thể sử dụng các sản phẩm như thế nào hay không thưa bác sĩ? Xin chào bác, xin cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đến để kết nối với chương trình. Với tình trạng của bác ấy, thì tôi nghĩ là bác có thể sử dụng cái viên các cái sản phẩm mà có chứa đông trùng hạ thảo, bao gồm các cái dược liệu mà chúng tôi đã có phân tích. Thì các cái dược liệu này không chỉ được sử dụng cho các bệnh nhân đã bị suy thận mà còn có tác dụng là phòng ngừa, tại vì cái quá trình lão hóa đó là cái quá trình mà nó sẽ diễn tiến theo tuổi tác. Thì nếu như vậy thì chúng ta có thể sử dụng trước để chúng ta có thể phòng ngừa cái quá trình lão hóa sẽ xảy ra. Và bên cạnh việc sử dụng đó thì bác cũng cần lưu ý thêm về cái chế độ ăn uống và sinh hoạt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Xin chào bác sĩ và chào chương trình. Tôi là một khán giả thường xuyên theo dõi chương trình này. Ngày hôm nay thì xem đến đúng bệnh của mình nên tôi cũng rất là vui. Hiện nay tôi đã 70 tuổi rồi thì còn có thể sử dụng viên bổ thận từ đông trùng hạ thảo hay không? Vâng, đông trùng hạ thảo thì được sử dụng được mọi lứa tuổi, nhưng chúng ta dưới trẻ em mà dưới 6 tuổi thì chúng ta nên hạn chế sử dụng, trừ những trường hợp là có cần bệnh lý về như là hô hấp hoặc là bệnh thận hoặc là những cái có bệnh thì chúng ta sử dụng thôi. Thế thì còn đối với bác 70 tuổi rồi thì tôi nghĩ là sử dụng đông trùng thì rất là hiệu quả, nhưng chúng ta nên sử dụng theo đúng cách. Ví dụ như chúng ta nên sử dụng vào buổi sáng trước khi ăn sáng này, một tiếng này, hoặc sau khi ăn sáng 1 giờ. Cách sử dụng thì cũng chúng ta có thể hãm đấy, hầm hãm qua thời gian. Ví dụ chúng tôi nghiên cứu là nhiệt độ 105 độ C thì thời gian chiết ly là 55 phút. Thế nên là chúng ta có cái thời gian chiết ly tốt thì chúng ta sẽ hiệu hấp thu, cơ thể mới hấp thu được. Tiếp nữa là chúng ta nên sử dụng đúng đủ số lượng, đúng đủ và đều, không nên dùng quá nhiều, quá liều. Đấy, ví dụ như là đông trùng khô chẳng hạn, đông trùng hạ thảo nguyên con thì bác chỉ dùng ngày 2 con thôi. Thế còn đối với cái quả thể đông trùng thì chúng ta chỉ sử dụng ngày 1 gram. Nhưng tôi thấy theo tôi thì đối với bệnh thận của bác ấy, hoặc bệnh tiểu đêm hoặc là các bác già rồi thì nên sử dụng, có thể nên sử dụng đế đông trùng hạ thảo hãm nước, khoảng 5 gram đế đông trùng cho vào một cái bình ủ, buổi tối đi ngủ mình đổ nước sôi vào, sáng hôm sau mình sử dụng. Dạ, cái quá trình mà sử dụng cái sản phẩm này thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị cũng nên tìm hiểu một cách rất là cặn kẽ để làm chi, để thứ nhất là không bị phí. Vâng, thưa quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một cái tin vui, đó là thật ra là trong cái lĩnh vực nào đi nữa thì cũng cần có những cái tiêu chí về kiểm định về cái chất lượng của nó. Thì trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thì có cái chứng nhận tiêu chuẩn là ISO 22000. Đây là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, đó là ISO, đã xây dựng tập trung vào vấn đề về an toàn thực phẩm. Thì xin phép được hỏi chị Hồng là cái tiêu chuẩn này nó có ý nghĩa như thế nào khi mà các đơn vị của chúng ta đạt được ạ?
cái tiêu chuẩn ISO 22000 ấy, khi chúng ta thực hiện cái tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ kiểm soát chất lượng một cách ổn định. Ví dụ như chúng ta đưa ra cái tiêu chuẩn kỹ thuật cho giống này, chúng ta đưa kỹ thuật cho nguyên liệu này, chúng ta đưa ra quy trình sản xuất như thế nào, tất cả những quy trình này sẽ tạo ra chất lượng ra làm sao, thì cái này đều có được kiểm tra kiểm soát từ khu nuôi trồng, khu sản xuất cho đến khi đưa ra đến sản phẩm, và chúng ta đưa đến là Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Quốc gia để kiểm tra chất lượng có đạt yêu cầu hay không. Tất cả những cái này đều có hồ sơ một cách rõ ràng, tất cả cái này đều có nhật ký và gần như là gọi là hồ sơ lô. Thế thì khi mà chúng ta sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000 ấy, thì chúng ta kiểm soát 10 cái quy trình để tất cả các hồ sơ của 10 cái đều giống nhau, cho nên chất lượng nó tương đối là đồng đều. Đưa ra sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000 ấy, thì gần như là tất cả các cái khu nuôi trồng, các nhà máy sản xuất sẽ phải thực hiện để làm sao chất lượng đến tay người tiêu dùng là ổn định, kiểm soát tốt. Chúng tôi cũng tin rằng cái việc mà có một cái tiêu chí để kiểm định chất lượng của cái sản phẩm đó để giúp cho người tiêu dùng cảm thấy an tâm hơn và tin tưởng hơn khi mà sử dụng. Thưa quý vị, thời lượng phát sóng của chương trình của chúng ta đến đây cũng có hạn, cho nên chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cũng xin được cảm ơn hai vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, đó chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Bắc Loan, và cũng xin được cảm ơn chị Hồng đã chia sẻ những cái câu chuyện về đông trùng hạ thảo cũng như là những cái vấn đề về bệnh thận. Tuy nhiên, nếu quý vị có câu hỏi thì cũng đừng ngần ngại tiếp tục gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại hotline. Xin được cảm ơn viên bổ thận Banika của công ty Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào lúc 16 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Bổ thận Banika hân hạnh tài trợ chương trình này.